À, trong kinh Đức Phật dạy thân người khó được Phật pháp khó gặp à, chúng ta có thân người mà gặp được Phật pháp à, điều này rất là mừng quý vị và chúng ta cũng ở một cái đất nước bình an nên chúng ta mới tu tập được nếu như mình ở một cái quốc gia mà nó không được ổn định khó tu lắm quý vị nên trong bốn cái ơn mà ơn đất nước rất là quan trọng giữ được sự bình an cho mình nên mình có thể tu tập được nên quý vị biết rằng là nếu như có thân người này mà mình mà không gặp Phật pháp thì mọi người chúng ta giống như tội nghiệp gì mình cũng có thể làm giống như dẫm bừa lên nhân quả không có phương hướng để quay đầu nhớ kỹ nghe. không có phương hướng quay đầu khi mình làm điều sai mà không có những người nhắc nhở và không có cái định lực nhân quả để kìm cặp thì giống như chúng ta không có phương hướng nào để quay đầu mà đó là không có phương hướng quay đầu thì giống như mình đứng dưới bùn mà nó càng ngày càng lúng nghĩa là càng ngày càng lúng sâu lúng sâu lúng sâu ví dụ như nếu như mà mình mà không nghe được đạo Pháp hay là có một cái sự nương tựa nào hết. Thì xin thưa quý vị là giống như đối với cha mẹ hay đối với anh em, chúng ta sẽ không có dùng đạo nghĩa để đến với họ. Nghĩa là chúng ta bắt chấp tội lỗi, giảm bừa lên tội lỗi. Nên mỗi một con người mình có được thân người đã quý rồi. Mà giống như mình gặp Phật Pháp được thì nó càng quý hơn. Cái này cái quan trọng. Nên những đứa từng nói câu nói rằng là làm sai chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là không tin nhân quả. Tại vì mọi người có thể làm sai. Mọi người chúng ta đều có sai. Nhưng mà nếu mình còn tin nhân quả thì mình có thể quay đầu. Còn nếu như mà mình không hiểu gì nhân quả là mình không có phương hướng quay đầu luôn. Là tức khắc mình... Uh, giảm bừa lên tội lỗi. Này đáng sợ lắm mấy vị. Ừ. Nên uh, mình thấy... Uh, uh, trong một cái đất nước mình thôi mà có những nơi... Uh, bão tố mà mình thấy nhà cửa người ta bay lên hết. Ừ. Năm nào cũng uh, bão rất là nhiều. Mình nhìn từ cái cảnh đó thôi nếu đặt mình vào người thấy khổ. Thấy khổ. Nên... Uh, giống như lá lành lá lành mà lùm lá rách vậy, thấy người ta khổ mình giúp được gì mình giúp, còn mình uh, niệm phật mình tu tập, mình cũng uh, cầu nguyện, ừ. giống như mình có cái tâm cầu nguyện vị biết không? Một cái tâm thiện thôi, nó cũng sanh ra duyên phước, cái này rất là quan trọng. Nên thời điểm lúc này những đức uh, uh, phát tâm giống như uh, 12 giờ khuya Chúng ta có từ khóa tu mỗi tuần thứ bảy à, Sau này cái từ khóa này những đức sẽ giữ lâu dài nhất là một tháng hai lần 12 giờ khuya Đó là 14 và 29 Nhớ nha 14 và 29 Nên những đức sẽ giữ hai ngày đó ổn định nhất còn thứ bảy mỗi tuần thì chúng ta sẽ một khoảng thời gian nào đó thôi ừ. nên quý vị ai mà sắp xếp được thì mình vào mình tu tập như đức cũng nghe rất nhiều người nói khi tu cái giờ 12 giờ khuya nó nó rất là thanh tịnh giống như đức từng nói với vị rằng là nếu mà thức được thì giống như lúc cao điểm xe chạy nhiều quá thì bản thân mình giống như cái đoạn đường về nhà mình chừng 10 phút thôi mà mình chạy cả tiếng đồng hồ chưa tới không? còn cái giờ mà người ta mà nghỉ ngơi hết thì đoạn đường nó vắng vẻ nên những đức lấy cái thờ 12 giờ khuya ấy, để mà chúng ta tu tập thì cái thờ nó rất là đặc biệt thờ đó đặc biệt lắm nên mỗi một người mình ấy, chỉ cần có cái tâm hướng thiện phát một cái điều thiện suy nghĩ đến người khác thôi Duyên phước tức khắc nó đến với mình Giống như trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên dạy rằng Giống như Một cái điều thiện Mình vừa nghĩ Thì cái điều ác tránh xa mình Còn một cái điều ác Mình nghĩ mình chưa làm thôi Mà việc thiện nó cũng Tránh xa mình Đấy không? Nên một cái tâm niệm Nhớ Phật Niệm Phật Để mà mình cầu nguyện Cho người ta một chút thôi Nghĩa là siêu dược thập pháp giới Từ cái tâm đó thôi Thì duyên phước mình rất lớn Nên gọi là niệm vạn đức hồng danh Cái đức của Phật gọi là vạn đức Mà chúng ta niệm danh hiệu của Phật Là sanh cái tâm vạn đức Nên một danh hiệu Phật Lượng tặng hư không Một danh hiệu Phật thiện tâm đó Lượng tặng hư không khắp pháp giới Giống như một cái tâm ác của mình Nó cũng lượng tặng hư không khắp pháp giới Nên vì sao mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật vì niệm Phật nó sanh vạn đức và cái thiện tâm đó nó, nó rộng tặng hơn không có pháp giới giống như mình tu xong rồi sao mình đọc tam quy y xong rồi mình nói, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng cho thành Phật đạo có nghĩa là mình và tất cả chúng sanh tặng hư không có pháp giới cầu nguyện chúng ta đều thành Phật đạo chỉ có thành Phật mới hết khổ nhớ kể. tại vì Phật là bậc đại giác ngộ chúng ta vì sao khổ? Vì chúng ta có nhiều thứ chúng ta bị chấp nặng và bị mê hoặc trong nó mà khổ. Có những con người mình cả đời mình giống như tổ sư nói câu nói rằng là con người có để già đi trong bận rộn. Mấy ai mà buông xuống trước khi lìa đời. Có con người có để già đi trong bận rộn suốt Cái lao theo cái cuộc sống, cái để già đi trong bận rộn. Cái bận rộn suốt tới già vẫn không xong chuyện nên từ nơi đó mà khi mất đi không biết đi về đâu. Nên mỗi một người mình bây giờ gặp được Phật pháp mình trân quý và có cái thời khóa tu này tại gia đình mà ngày nào mình cũng vô thời khóa mình tu như lúc trước. Chúng ta chưa có cái rung này đi. Có những người vì cũng vô thời khóa ở gia đình mình mình tu, mình tu đúng giờ. Nhưng có những người thì mình tu giờ này, giờ kia giờ nọ. Nên gọi là cái lực tu của mình nó không đồng nhất. Còn bây giờ mình có cái room này thì là mình khắp nơi nơi mọi người mỗi mỗi gia đình ở xa không nhưng mà mình vào mình tu gọi là đồng nhất thời khóa tu mà khi cái đồng nhất này là nó thay sanh ra phát ra một cái cái lực tu rất là mạnh giống như bây giờ một tảng đá thiệt to nếu như mỗi người lỡ ginh lằn không người ginh được nhưng mà cộng lực bao nhiêu con người lỡ cục đá này dở lên cái đem đi đúng không nó giống như một ngọn đèn mà tự nhiên mình thắp từng ngọn từng ngọn từng ngọn thì ánh sáng không bao nhiêu nhưng mà một lúc mình thắp lên tất cả ngọn đèn lên thì ánh sáng nó rất là lớn nó phá tan đi bóng tối vô minh nên khi ấy, ở khắp nơi nơi mình cùng giờ này mình mình cộng lực mình tu giờ này nè rồi mình cùng ấy, cái tâm chân thật mình cùng ngồi nói chuyện với nhau để nhắc nhở nhau gì nè nó cũng sanh ra một cái lực nghe và cái lực tu đặc biệt chứ tại vì bao nhiêu con người nó đang nó đang ngồi chung với nhau nó nó gọi là là đại chúng đại chúng ừ. Đó. Nên khi mà cái giờ tu này Tại sao mà nhiều người nói là Con không có thời gian tu Nhưng mà khi người ta đăng ký vào cái là người ta tu Người ta tu luôn Tại vì khi người ta vào người ta tu người ta thấy an lạc quá Thời khóa nó quá nhẹ Tu rất là an lạc Sáng tối thì Một tiếng Những thời kia lễ Phật 40 phút Các vị thấy nó rất là khỏe Mà mỗi một lần tu vậy như cái giờ này là 1.000 1.000 gần 1.600 người hoặc 1.700 người tu thì cái lực này nó rất là lớn cái vị nó cộng âm danh hiệu phật này nó thành một cái đại lực để mà mình cùng tu chung với nhau Mà cái sức cầu nguyện này nó nó mạnh dữ lắm không đơn giản đâu còn những cái thời kia thì cũng bảy tám trăm tám chín trăm không như buổi tối hồi 12 giờ khuya này nè cũng là bảy tám trăm người ta cùng vào nó tu mà cái giờ đó mà cái giờ nó thanh tịnh cái tâm con người nó ngưng là hết nó lắng là hết giống như đường mà trống rỗng vậy đó mình thật sự mình chạy nó cũng nhanh thì giờ đó cái tần số niệm phật của mình mỗi một người thu nhiếp tâm mình niệm phật mình cảm với bộ nguyện của phật và khi mình cảm với bộ nguyện của phật mà mình cầu nguyện cho những cái nơi mà bảo tố những cái nơi lũ lụt những cái nơi mà cái những cái quốc gia mà mà có chiến tranh đồ này kia thật sự mình cũng cầu nguyện cho anh ta cũng được lợi ích tâm niệm thiện quý vị nó giống như đất nước của mình đi người người dân việt nam mình cỡ nào cũng cũng hiền đi từ xưa giờ mình thấy người dân việt nam mình cũng hiền nên đất nước mình được bình yên Ví dụ như một cái đất nước mà con người mà quá dữ dằn Thì đất nước người ta mới nó có Chiến tranh đồ này kia nhiều Còn đất nước mình người hiền Cỡ nào cũng nhiều người tu người hiền nó, Từ nơi đó mà đất nước mình bình yên Nên mình sống trong một cái quốc gia Bình yên mình mới dễ tu Chứ nếu như mình sống trong một cái quốc gia Mà mà sự cai trị mà lộn xộn Lưu bu sao mình tu đây Nên mình sống trong một quốc gia mà cai trị tốt bình an Thì mình mới dễ tu Cái này là rõ ràng luôn quý vị nên từ nơi đó mà Mỗi một con người mình học được Phật Pháp Mình có những cái đóng góp Cái tâm của mình Mọi mặt cho một cái quốc gia Một đất nước Và cái niệm Phật mà hồi hướng Thì tặng hư không Khắp Pháp giới đều được nhờ hết trơn quý vị Nên mỗi một con người mình được thăng người Và gặp Phật Pháp Mà nhất là Pháp môn niệm Phật này Là Pháp môn thù thắng Nên mỗi một con người phải chăn quý Phải siêng năng niệm Phật Như những đức bây giờ mỗi ngày những đức tu đều quý vị luôn Mày thêm cái thờ khóa buổi tối 12 giờ khuya Có bao giờ những đức bỏ đâu Mà bây giờ Mình là những người cư sĩ Mà phát tâm cùng niệm Phật gì đặc biệt lắm Đây cũng là nhân duyên đặc biệt mà Những đức có duyên với quý vị Nên từ nơi đó mà Những đức cùng với quý vị tu tập Những đức thấy thích và vui Trong lòng rất là vui quý vị à Mỗi thờ tu lên tu nó an lạc Nó nhẹ nhàng sao đâu nên con người mà cái giờ cái cái thiện căn mình nhẹ yếu cỡ nào yếu nhưng mà mình tu chung gì giết nó cũng gây dựng được một cái thiện căn dày đó. nên nên cái người mà mới vô tu mà nó 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 nhạt nhẽo nó không có an lạc gì mấy là nghĩa là thiện căn mình đối với con vật hiệu nó yếu nhưng mà mình mà chăng thật mình gây dựng từ 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 rồi giống như bị tu ghiền vậy. những đức nó thật trong đây có nhiều người lắm này. quý vị lên cái thời khóa tu giống như bị ghiền vậy đó à, mà lúc quý vị vô cái thời khóa tu mà ghiền á thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái sự an lạc cực kỳ luôn Nhưng mà có những người thì mình lên tu giống như bị bắt buộc vậy Bị nhạt nhẽo nó không có đạt Nhưng mà đừng có làm biến Cứ cố gắng đi Cố gắng siêng năng đi rồi Từ từ quý vị sẽ cảm giác được cái sự lợi ích Của niệm Phật an lạc dữ lắm Tại vì niệm Phật là niệm vạn đức mà Nên cái vạn đức là thù thắng Sanh vạn duyên Vạn phước không? Nên mình niệm Phật là sanh vạn duyên vạn phước nên đa phần cái người mà tính nguyện niệm Phật Là cái người này đa phần là duyên phước họ rất là lớn Mình để ý thì cái người niệm Phật là duyên phước họ rất là lớn Nên mỗi một con người mình biết được điều này rồi Nên mình gặp Pháp Môn Tịnh Độ Mình chăng thật mình niệm Phật Và mình chăng quý khi mình còn có thân người này Mình siêng năng mình tu Đừng để một ngày nào khi cơn vô thường đến Chúng ta hối hận như lắm Nhớ kỹ cái câu nghe Cái chết không phải là 7-80 tuổi đâu Mà con người chúng ta có khi còn trẻ Chúng ta cũng chết nữa nên cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc vì sao Mà mỗi ngày mình đều là Có một tâm niệm thiện của ngày hôm nay Khi làm được là làm liền Tại vì ngày hôm nay mình không làm biết đâu ngày mai Mình có làm được hay không Mình nhìn có nhiều người người ta trẻ người ta khỏe Người ta giàu đó Nhưng mà khi người ta ngủ đi ngày mai người ta chết queo well. Đúng không Thì chúng ta thấy cái điều này rồi bản thân mình Nhìn được vô thường của đời này thì mình cố gắng Nên nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, vị Tính nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc a di đào phật a di đào phật a di đào phật a di đào phật ai sắp xếp được tối hôm nay 12 à? giờ khuya chúng ta vô tu chung nha a di đào phật a di đà phật